Tiếng nói tiếng Tây mà tổng cho tỉnh Los Angeles. Rồi bây giờ em là trưởng ban biên nhạc lo để thầy giống như là bệnh đề mục chia sẻ cho tổng giám thầy. Chúng ta thấy trong là tố kép có tên Bùi Công Trung, anh Bùi Công Trung giới thiệu cả tổng giám thầy mình đây là anh Bùi Công Trung đây. Còn ở ngoài đời thì em làm về giống em có một công ty sản xuất thực phẩm chức năng á, mọi người mà ai có uống glucidan hay là uống vitamin, tất cả mọi sự là và uống những cái thuốc mà ví dụ Thanol thì cái công em có hợp tác một em có cổ phần trong một công ty ở trên thành phố Ontario, cái cách đây khoảng đến 10 phút thì công ty của tụi em là chuyên về nghiên cứu và sản xuất thuốc, thì em đã làm trong cái ngành thuốc này hơn 13 năm, là bây giờ là phó chủ tịch điều hành của công ty đó. Thì là năm nay thì hôm nay dạy xong lớp thì thứ hai là em phải bay qua Washington DC để đi họp với thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ bên đó, với Congress bên đó, tại vì đang bàn về một cái dự luật mới của thuốc họ sắp sẽ đưa ra vào tháng 9 năm nay. Thì và hơn nữa cái vấn đề Medicare cho người già, để làm sao để mà cho thực phẩm chức năng hay là vấn đề supplement đi vào ở trong, nhờ các anh chị biết insurance nó chưa có trả tiền cho những cái supplement, có một số insurance đã trả, có số chưa trả, thì nó sẽ ra sắp tới đây sẽ có một dự luật và nó sẽ được đưa vào thượng viện và hạ viện để mà người ta họ được cho trở thành luật. Thì tụi em cũng đang làm về vấn đề đó. Thì trước hết là em cảm ơn tất cả các anh chị ở đây. Thực sự đến đây vào một ngày thứ bảy và một học một cái lớp 3 tiếng đồng hồ thì nó không có dễ dàng gì. Thì cái lớp này nó sẽ có hai cái video và là sẽ bằng tiếng Anh. Xin lỗi tụi em không có gì bằng tiếng Việt được, tại vì các chị có bằng tiếng Anh và tiếng mẹ thôi, thì các anh chị coi cái video đó. Và ở trong cuốn sách các anh chị thấy thì nó sẽ có cái video đầu tiên, nó sẽ gọi là Example for Health Children. Thì các anh chị sẽ điền vào trang số 1 và trang số 2 và đến trang số 3 cho đến trang số 10 là cái video thứ hai. Thì đầu tiên mình sẽ coi cái video thứ đầu, mình coi cái video đầu và sau đó mình sẽ điền thông tin ở đây, và sau đó em cho mọi người khoảng 3-5 phút mình điền tất cả các thông tin. Nếu anh chị nào biết tiếng Anh xin hướng dẫn cho anh chị các bạn hiểu hơn đó. Và sau đó mình sẽ trao đổi thêm về những cái gì mà họ hỏi được ở trong cái video đầu tiên. Sau đó mình sẽ nói về video thứ hai và mình sẽ coi xem là mình sẽ làm như vậy. Và cái lớp này thì khoảng 3 tiết, nhưng mà ở giữa nó có một cái thời gian nghỉ. Nếu như anh chị không muốn nghỉ thì mình sẽ học luôn, để hy vọng trong khoảng 2 tiếng nữa mình sẽ ra khỏi đây. Mọi người ok không ạ? Yes. Ok, vậy thì hy vọng trong vòng 2 tiếng 2 tiếng nữa mình sẽ và học xong thì mọi người sẽ được cấp một cái chứng chỉ. Ở trên này, cái chứng chỉ này thì nó có cái tên của cái lớp học, nó có nhà thờ và nó có ngày học và nó có cái tên người hướng dẫn là S. Rồi sau đó em chỉ có thể giữ cái này, và cái này nó sẽ nói là cái này nó tốt cho 4 năm cho tới tháng 6 2023 nó mới hết hạn. Thì có nghĩa rằng là cái chứng chỉ này nó được hiệu lực trong vòng 4 năm nhá. Thì 4 năm sau các anh chị học lại. Thì như một số người có hỏi em là nếu như mình online thì như thế nào, thì online có nghĩa rằng là mình sau này em sẽ đưa cái thông tin cho em, thì sau đó em sẽ vào cái tổng giám định và em sẽ bỏ tên tất cả mọi người vào. Rồi sau đó mỗi tháng người ta sẽ email cho các anh chị một cái article, cái là một cái bài đọc, các anh chị đọc xong rồi trả lời đúng thì 4 năm sau không cần phải học lại được. Đó, thì đó là một cái điều tốt. Bây giờ ai có câu hỏi gì không, để trước khi mình bắt đầu. Thì ở đây các anh chị sống ở thành phố này bao lâu rồi? Có ai sống ở đây 20 năm chưa? Sống ở đây 30 năm. Thì anh chị thấy thành phố thế nào?
cái thành phố nó có an toàn không? So far so good, yeah. So far so good đúng không? Yeah. Thì em chỉ có bao giờ nghe đến một cái nó gọi là Megan Law không? Chưa. Chưa. Các em chỉ có bao giờ nghe đến cái nó gọi là cho em tí em mở cái này cho em chỉ coi. Thì vì đó là sắc nhập tình dục, thì mỗi người khi đi học thì những người Việt Nam họ nói với em rằng là cái đó ở trong người Mỹ với người Mỹ chứ còn Việt Nam mình không có đâu. Thì bây giờ em sẽ cho anh chị coi, đây là nhà thờ của anh chị này, thấy không? 19855 Sherman Way, thành phố Connecticut này đây. Dựa trên ở đây nó có một cái luật ở Cali, nó gọi là Megan Law. Là tại sao gọi Megan Law là tên của cái cô đó. Vào năm 2008 chúng ta đã từng tử một đứa bé, nó có 13-14 tuổi, cô gái đã bị xét nghiệm tình dục rất là nhiều lần, và sau đó em đó đã tự tử. Và sau đó Thượng viện Hạ viện của Cali đã ra một cái luật gọi là Megan Law. Tại sao? Tại vì em đó sống ở trường học và cách đối diện trường học đó có một cái nhà, và cái nhà đó có 20 người bị là phạm tội xét nghiệm tình dục trẻ em, nhưng mà họ không được quyền sống gần trường học, họ phải sống ít nhất là 1000 mét cách trường học, nhưng mà họ sống đối diện trường học. Bởi vậy tất cả các em gái mà ra khỏi trường học khoảng lớp 7-8 bị xét nghiệm tình dục ở cái nhà đối diện với cái trường học đó. Đây là cái nhà thờ của anh chị. Những cái sân này là những cái đỏ nữa, là những cái, đây là những cái gọi là official sexual offender ở trong 10 mai xung quanh cái nhà thờ này. Anh chị đứng ở nhà thờ này đi 10 mai thì đây, anh chị cứ đếm đi. Còn những cái người mà đỏ này là nó gọi là in violation, có nghĩa là họ đã phạm tội rồi, họ đã phạm tội lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 đây. Sang nhà thờ anh chị đây này, thấy không, đối diện cái đường bên kia số có một người. Cái vấn đề này có phải là cái vấn đề không liên quan đến cộng đoàn Việt Nam mình không? Có, chúng ta sống ở trong một xã hội và đây là xã hội chúng ta đang sống, cho con cháu của chúng ta nó cần phải đối diện ở trong xã hội như thế này. Mình làm sao biết được, cứ tưởng tượng 10 mai trong xung quanh nhà thờ thì anh chị ở đâu em không có biết, nhưng anh chị cứ tưởng tượng nhà anh chị ở đâu thì xung quanh có bao nhiêu người là đã phạm tội xác nhiệm tình dục. Cái này là mình nói xác nhiệm tình dục là đã phạm tội rồi nhé. Còn có một số người đã phạm tội nhưng mà không có bị đưa ra tòa, hay sau đó là còn chưa tiếp được. Đây là những người đã phạm tội và đã bị bắt và đã vào tù. Và khi ra tù họ phải register, họ phải đăng ký là gọi là sexual offender. Em chỉ đem ra cái vấn đề này để nói cho các anh chị biết cái vấn đề chúng ta đang học đến đây. Không phải là một cái gì mình học cho nó có xong chứng chỉ, nhưng mà mình phải học làm sao để mình bảo vệ cho con cháu, gia đình của mình và những người thân của mình. Cái giờ xuất hiện tình dục không những nói đến trẻ em, chứ không phải là một vấn đề của giáo xứ hay vấn đề của cộng đoàn, nhưng đó là một vấn đề chung của xã hội. Và bây giờ tất cả các trường học ở Mỹ đều bắt buộc tất cả các thầy, có một số tiểu bang đã bắt đầu rồi, và trong vòng 1-2 năm tới họ sẽ bắt buộc tất cả các thầy cô giáo ở trong trường học và những người nursing mà giúp cho các người già ở trong các bệnh viện hoặc là ở trong các nursing home cũng phải học cái courses này. Thì đây là một cái vấn đề trình bày cho anh chị biết trước khi chúng ta bắt đầu cái video đầu tiên, để các anh chị hãy suy nghĩ và nghĩ đến cái vấn đề đó. Nó không phải là một cái vấn đề nó xa xôi với chúng ta. Thank you.
childlike and faith as comfortable. Yet we know too well that there are those in this world who would harm children in order to meet their own selfish needs. And if no one stops them, they will continue to abuse. Tại vì em học về pharmacology có nghĩa là về toxicity, có nghĩa là về làm sao cái thuốc mà đến một điểm nào đó thì nó trở thành thuốc độc, thì làm sao để mà mình detox, nghĩa là mình làm giảm độc để mình cứu cái nạn nhân đó. Thì bác sĩ đã gọi em lên và nhờ em coi cái những cái report để làm việc với bác sĩ, để làm sao khi nó gọi 2 giờ 31 phút sáng thì mình chạy lên, thì mình nó gửi cái report rồi mình đang coi, vừa lái xe vừa coi kêu lên cái đó. Thì em làm việc với họ và đã cứu mạng được cái anh gái đó. Thì sau khi ngồi nói chuyện thì em đó sau đó tỉnh dậy lại thì mới biết được là em đó là người Việt Nam. Cô gái rất là trẻ, đúng không? Có 17 tuổi, là người Việt Nam. Thì sau khi nói chuyện thì em ta là học sinh rất là giỏi. Học sinh, đáng lẽ năm này là em ta sẽ ra trường. Và em ta là người đậu thủ khoa ở một cái trường ở trên đó, Valedictorian. Nhưng mà tại sao lại ung thư tự tử? Thì sau khi nói chuyện thì anh ta trình bày về cái vấn đề, anh chia sẻ về cái vấn đề. Khi anh ta 15 tuổi, cha dưỡng của anh ta đã xin tình dục em, của anh ta đã bị xin tình dục. Và anh ta đã nói chuyện với mẹ của mình. Nhưng mà đáng lẽ là một người mẹ, nhất là người phụ nữ Việt Nam mình luôn bảo vệ con cái, thì người mẹ này lại không bảo vệ con cái. Và đến khi cô ta 16 tuổi, gần 17 tuổi, thì cái người cha dưỡng hỏi cô ta thế này: bây giờ cha dưỡng cưới em làm vợ luôn, thì bây giờ vừa mẹ vừa em làm vợ, em có chịu không? Và người mẹ đó đã chấp nhận. Đây là một cái vấn đề đã xảy ra và mới cách đây cả 3 tuần, không phải là vấn đề xa xôi. Cái là vấn đề đã xảy ra. Và em đã mình là một cái người phải, khi xảy ra mình nghe có chuyện đó mình phải report, nghĩa là mình phải báo cho cảnh sát. Và mình và người ta đã đến và người ta đã interview của bố mẹ và phát hiện ra cái câu chuyện em đã nói là sự thật. Và bây giờ em ta đã được sống ở một cái riêng và hai người bố mẹ đó là đang đi tù. Đây là một cái chuyện để có nghĩa là đang go to court, nghĩa là đã bị bắt rồi. Đấy là cái câu chuyện nó xảy ra thành thật mới cách đây cả 3 tuần và nó đã xảy ra ở trong cộng đồng Việt Nam của mình. Không phải là một cái chuyện đâu xa xôi. Bởi vì vậy, khi em mỗi lần em coi cái video này em đều sợ lắm. Tại vì không biết anh chị cảm thấy nào, chứ mỗi lần mà khi em coi video là cái da gà nó nổi. Tại mình cảm thấy là cái vấn đề một số những em nó còn trẻ quá, nó lại bị xâm nhập tình dục và nó ảnh hưởng đến cả đời của em. Không biết anh chị cảm thấy thế nào, anh chị chia sẻ cho em nghe. Những người nào biết được tức anh khi nghe cái video nghe. Những người trong này là những người thật hết, không phải là những người kể cho những người xâm nhập tình dục. Hai cái ông đó là cũng là người thật luôn. Họ đã từng phạm tội và họ lên video, và những cái người mà chia sẻ kinh nghiệm của họ là những người thật hết. Thì các anh chị cảm thấy thế nào? Hãy có thể cho ý kiến coi. Mời cô. Tôi cảm thấy rất là đau khổ khi mà có cái video này. Và rất là thương em. Mà cái này cắm cô thực sự nó xảy ra rất là nhiều và nó có lúc nó xảy ra hàng ngày mà mình không có biết. Nhưng mà nhất là ở trong những cái người ta thống kê ở trong những cộng đồng Á Châu nói chung, là cái vấn đề xảy ra và cái cơ hội mà được report, nghĩa là được báo cáo, nó dưới 50%. Những người Mỹ hoặc là những cộng đồng sắc tộc khác thì cái mà họ báo cáo cho chính quyền để mà bảo vệ các em thì có thể lên tới 80%. Còn cho châu Á mình nói chung là như vậy. Tại vì cái tư tưởng của châu Á của mình luôn luôn là giữ nó ở kín trong nhà, cái đó là, nhưng mà nó không có giúp cho các em này. Như em đã bị những cái vấn đề này, mỗi lần em coi cái này, em làm việc với thiếu nhi 20 năm, em rất là thương các em. Bởi vậy mỗi lần coi cái video này em vẫn trong lòng của mình nó em coi cái này chắc cũng phải là mấy trăm lần rồi. Nhưng mà mỗi lần coi mình đều cảm thấy là nó nổi da gà, mình cảm thấy tội nghiệp cho các em. Thì bởi vì vậy, đó tại sao em lái lên đây 1 tiếng đồng hồ để biết cho các em chỉ về cái lớp này. Tại sao mình phải nói về những cái vấn đề, đây là một cái vấn đề nó đã và đang xảy ra.
và sẽ xảy ra. Bây giờ mình nên đối diện về vấn đề đó và mình nên nói về vấn đề đó và mình làm sao để mình bảo vệ cho không ai xa, mình bảo vệ cho những em thiếu nhi ở trong cộng đoàn mình và mình bảo vệ cho con cháu mình chứ không ai xa cả. Đó. Thì ví dụ như nó nói về những cái myth là những cái huyền thoại, những cái gì không có đúng nha. Thì hồi trong nó nói là child sexual abuse can solely identify by physical characteristic, có nghĩa là mình nhìn một người là mình biết được cái người đó là có phải là sinh dục tình dục hay là người cái điều hay không, có đấy đúng hay sai? Sai. Cái câu trả lời trong đó họ nói là sao? Có thể là tất bất cứ ai, bất cứ người nào. Anyone. Và có thể là trẻ em nữa. Cái anh đó trong cái câu chuyện đó, kể đến năm 10 tuổi là đã bắt đầu đã sinh tình dục một em trẻ rồi. Cái đó là rồi. Cái thứ hai, ok, thì cái thứ hai, most of the sexual abuser, mình đang nói số 2 đây nhé. Most of the sexual abuser là homosexual, là họ là đồng tính, có đúng không? No. Thì nó có cái nghiên cứu trường đại học Chicago, họ đã nhìn vào 1993 cho đến 2013, trong vòng 20 năm, thì họ lục lại tất cả những cái case, nghĩa là những cái vụ mà bị xét nghiệm tình dục, thì họ bỏ ra một bên là người thường bình thường, một bên là người đồng tính luyến ái, thì có thử là cái con số người đồng tính luyến ái xét nghiệm tình dục trẻ em nó có cao hơn là cái người bình thường hay không? Thì thực sự cái phần trăm là cái người xét nghiệm tình dục mà là đồng tính thì khoảng cỡ 4%, và cái người bình thường là tới 8.3%. Là bởi vậy họ nói rằng là cái vấn đề họ họ ra kết luận rằng là không phải là vì cái giới tính của mình mà mình bị xét nghiệm tình dục trẻ em. Cái đó là một cái khuynh hướng của một con người như vậy, chứ không phải là tại vì cái giới tính của họ. Cái thứ ba, clergy abuse children because of the promise of celibacy, có nghĩa là các linh mục hoặc là các thầy đi xét nghiệm tình dục trẻ em tại vì họ đã có lời thề độc thân hay là lời thề đồng trinh, có đúng hay là sai? Sai. Thực sự có một số linh mục đã xét nghiệm tình dục trẻ em, cái đó là một sự thật đã xảy ra. Khoảng cỡ 3% các linh mục ở nước Mỹ đã xét nghiệm tình dục trẻ em, cái đó là sự thật, và trong vòng 10 năm qua chúng ta coi cái nước chúng ta đã biết. Nhưng mà thực sự con số đó so với cái con số mà người thường thì nó rất là thấp. Người thường thì khoảng 700 mấy%, còn các linh mục thì dưới 3%. Thì nhưng mà vẫn có các linh mục xét nghiệm tình dục trẻ em. Bởi vậy chúng ta đi đến nhà thờ không có nghĩa là đúng nghĩa chúng ta không có tin các linh mục. Các linh mục là những người đại diện cho Thiên Chúa, chúng ta vẫn tin các linh mục. Nhưng mà mình luôn luôn phải quan sát và phải đề phòng một tí để mà bảo vệ cho con em của mình. Cái vấn đề thứ tư, con children usually lie about child sexual abuse. Con nít thường thường nó nói láo về cái vấn đề này, có đúng hay không? Không. Cái anh chị em trong video nó nói là bao nhiêu phần trăm? 5% đúng không? Là năm là ít, là dưới 5% các em nó sẽ nói láo. Nhưng mà trong 5% đó thì 4% là ba mẹ ly dị. Bắt buộc con mình phải nói láo để cho trong cái vấn đề mà ba mẹ ly dị giống như là tên quyền nuôi dưỡng con. Thì thực sự cái vấn đề các em nói láo về xuất hiện tình dục là dưới 1%. Bởi vậy nếu như mà anh chị ở đây có cho chứng khoán không? Em có cho chứng khoán mà nếu như em biết được 99% mà chứng khoán mà nó lên là em mua liền. Nhưng mà bởi vậy nếu như chúng ta biết được là 99% các em nó lên nói với mình nó bị sự tình dục, nó không nói láo, thì mình nên tin nó tại vì cơ hội nó lớn đó. Và cuối cùng, a stranger responsible for child sexual abuse, có nghĩa là những người lạ nó họ đã làm ra những cái chuyện xét nghiệm tình dục, cái đó là hoàn toàn sai. Những cái người thực sự nếu như mà xét nghiệm tình dục mà là người ngoài hoặc là người lạ thì chúng ta nghe ở trên tin tức rồi, ví dụ tin tức là em này bị bắt ở chỗ này là đã lên tin tức rồi. Thực sự xảy ra tình xét nghiệm tình dục là 85% là những người mà các em và gia đình biết, là có nghĩa rằng là những người đó họ cần phải tiến gần đến
các em họ mới xin được. Bởi vì vậy trong đó, trong này họ có nói đến cái gọi là grooming, có nghĩa là một cái sau cái quyển sách này là 300 năm hoặc là 3 chấm, đúng không, thì nó mới bắt đầu nói đến cái grooming. Tại sao grooming ấy, là thực sự khi em chạy nó là 10 năm trước không nói cái đó, nhưng mà trong 10 năm qua khi họ nghiên cứu, càng đào sâu nghiên cứu về sự tình dục thì họ phát hiện ra rằng là cái grooming process, là cái phương thức grooming ấy, nó có 3 điều mà hầu như tất cả những người nào xét nghiệm tình dục trẻ em đều sử dụng 3 phương thức này hết. Bây giờ em giải thích cho các anh chị nghe, cho mình nghe, mình lắng nghe nhé. Thứ nhất nó gọi là physical grooming, có nghĩa là cái về cái vấn đề thể chất. Ví dụ như em đứng sát chị này, thường thường mình vào một cái máy ấy, có một người đi vào là mình bước lui liền. Tại sao? Tại là cái phản ứng tự nhiên, mỗi người đều cần có một cái personal space, có nghĩa là một cái không gian cá nhân. Bây giờ khi người ta bước vào là mình bước lui, đó là một cái phản xạ tự nhiên của con người mình để mình bảo vệ của mình, tại vì đó là một người lạ. Nhưng mà để mà em tới tự nhiên em đụng chị cái, tự nhiên thằng này nó tới nó đụng mình. Nhưng mà nếu như mà đầu em tới em làm quen với chị, sau đó quen rồi, ví dụ em giả chọc chị trên mặt, em chọc chị trên tay thì chị nói ô thằng này đụng mình trên tay, cái mặt không có đụng vào những cái chỗ cơ thể chỗ mà gọi là private area của mình, thì mình cảm thấy nó ok. Từ 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 sau đó có những cái va chạm sau này thì mình thấy ồ nó trở thành tự nhiên. Thì cũng như vậy, những cái người này họ đến, họ chọc những đứa trẻ, họ chọc nó, họ ôm nó, rồi họ chơi với nó, rồi từ từ qua một vài tháng, không phải là họ làm liền đâu, qua một vài tuần, vài tháng thì đứa trẻ này cảm thấy quen với người đó rồi. Thì sau khi đứa trẻ này nó bị đụng vào những cái chỗ mà cá nhân á, thì nó cảm thấy là bình thường. Đó là gọi là physical grooming, đó là một cái phương thức làm sao để nó tiếp cận trẻ em, và nó làm cho cái sự đề phòng của trẻ em và sự đề phòng của ba mẹ nó giảm thiểu đến cái vấn đề khi vấn đề thống nhất. Đó là gọi là physical grooming. Cái thứ hai là nó gọi là psychological grooming, nghĩa là cái cách về cái vấn đề giống như tâm lý. Khi mà em đi làm trong bệnh viện đó, thì luôn luôn có một câu mà các em đều nói, tất cả các em nó xảy ra vấn đề vào bệnh viện đều nói một chung một câu: my parents never listen to me. Bố mẹ của tôi không bao giờ lắng nghe những lời tôi nói. Đó là cái vấn đề. Thì bởi vậy những người hỏi này, ô ba mẹ em tại sao không lắng nghe em? Em nó làm cho em cảm thấy quan trọng, rồi nó tặng quà cho các em đó, nó cho các em nó cảm thấy rằng là bố mẹ các em nó sai, đừng có nói chuyện bố mẹ. Cái chuyện giữa hai chúng ta trong gia đình giữ bí mật, bởi vậy nó mới dụ được cái em đó. Và sau đó có nhiều nó cho đâu đó thuốc sách, đó là vấn đề thuốc thiện, cho cái thuốc bệnh là tự nhiên. Sau này có những em gọi là dependent, có nghĩa là dựa vào cái người đó luôn. Cái này là cái vấn đề nó đã xảy ra, nó gọi là psychological grooming. Và có những lúc mà xảy ra trong cái gia đình của mình luôn, mình không biết, có xảy ra rất là nhiều. Tại vì các em ấy, thì bài bố mẹ của con muốn con học ở đây hết, cái gì học cũng phải giỏi nhất, nhưng mà không có quan tâm và lắng nghe những gì con trình bày. Các em đi, hầu như các em châu Á mà em gặp ở trong bệnh viện hay là có những lúc đi mà counseling đều gặp, các em đều nói một, hầu như 9 đến 10 em đều nói một câu đó: ba mẹ của con không có quan tâm đến con, cũng không biết con làm gì mỗi ngày. Đó là thứ hai. Cái thứ ba là gọi là community grooming, có nghĩa là dùng một cái cộng đồng. Tại vì thế này, bây giờ ví dụ thiếu nhi mình nói từ cái trên đến trẻ họ, thì để cho một các em nó một người sẽ được tình dục các em, thì làm sao để mà đi vào thiếu nhi trẻ và đi vào một thiếu nhi, thì họ cần phải tham dự vào để mà vẫn chưa làm huynh trưởng hay làm bố mẹ hay gì đó. Dựa đó mà cái người đó cần phải quen biết, là nghĩa là họ cần phải biết những người xung quanh. Thì những người này có những người họ rất là giỏi, họ có thể đi vào giúp đỡ các em thế này, họ biết cách nói chuyện, họ có biết cách làm việc với mọi người, họ rất là có nhiều tài năng. Bây giờ họ đi vào ở trong thiếu nhi thì trong đó có cả 100 em, thì đó là trở thành những cái vết tổng, nghĩa là những cái nạn nhân của cái tệ nạn của họ đó. Thì cái đó là gọi là nguyên cơ, có nghĩa là họ tạo ra một cái phương thế. Có những người họ khi bị bắt, họ những người họ giữ những cái, ví dụ cái ông đó, một cái người, cái ông đó là ông ta là trưởng của Boy Scout,
các chị có con cháu đi Boy Scout không? Anh ta là ông ta là gọi là Master Scout. Là mấy năm nay, cái đây 2 năm nó có cái vụ mà xét nghiệm tình dục ở trong Boy Scout ấy. Thì thực sự những người xét nghiệm tình dục trong Boy Scout họ đều những người mà có chức vụ cao cả. Ở những cái em trẻ mình lên được Eagle Scout có nghĩa là cao nhất, thì trong đó nó có Master Scout, nó có Instructor Master Scout. Những người này là những người họ có chức vụ cao nhất, chứ không phải là họ có chức vụ đâu. Nhưng mà họ có thể đi volunteer và dựa qua đó đi cắm trại, đi chỗ này chỗ kia, họ mới có cơ hội xét nghiệm tình dục trẻ em. Đó. Thì em sẽ trình bày đó là cái vấn đề về cái này xét nghiệm tình dục. Cái video thứ hai bắt đầu từ trang số 4 ấy, nó sẽ nói về a plan to protect our children, là một cái phương án làm sao chúng ta bảo vệ con em của mình. Thì nó sẽ nói đến 5 bước. Thì khi anh chị coi cái video thứ hai ấy, nó sẽ trình bày cho anh chị 5 cái bước đó như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ đi từng bước và mình sẽ nói ra từng bước để làm sao để mình những phương thức mình bảo vệ trẻ em. Bây giờ ai có câu hỏi nào về vấn đề thứ nhất không? Dạ. Dạ, cho tôi hỏi cái câu một chút về vấn đề từ cao ẩm dung sớt vào trong công nhân trong cái đề đầu tiên đó. Và dạ. Thì mình nói về những trẻ con đó, tại vì bây giờ thì nó qua cái đoạn đó rồi, tôi của tuổi tôi nó qua cái đoạn đó, nhưng mà coi khi mà những con nó còn nhỏ, nó còn lớn lên nữa, thì trong nhà các con mỗi đứa nó có một phòng. Khi mà nó đi về nhà nó học đi đâu về là nó đóng cửa phòng lại. Mình muốn tìm hiểu nó không phải là thật là đơn giản, tại vì mở cửa phòng ra là vi phạm tới cái quyền riêng của nó, hoặc là ngay cả lúc nó đi chơi mình lục coi nó làm thế này cái gì. Thì mình đã không hiểu, mình hầu như là mình không hiểu của nó, và chúng nó thường thường nhất là con gái nó rất là khép kín. Thì nhưng mà nếu mà mình vi phạm, mình vô mình mở cửa phòng nó ra để mình check lại cái kia, mình có phải là abuse hay không? Nếu như các em nó ví dụ như thế này, ví dụ mình các em dưới 18 tuổi thì nó thuộc về cái quyền, thì nó phải nhớ quyền của bố mẹ. Thì ví dụ như em, ví dụ như bác cảm thấy là con của bác nó, cháu của bác nó có gì nó sai, thì đầu tiên mình ngồi xuống nói chuyện với nó trước. Nếu như mà nó không nghe thì nó ở trong nhà mình, nhưng mà mình có thể mở phòng của nó, mình có thể kiểm tra cũng được, nhưng mà nên có một người thứ hai ở đó luôn, và mình dễ cái phòng nó mở. Mình có cái đó cái quyền riêng tư, nói quyền riêng tư, nhưng mà sao em nó lại nhớ về tháng tuổi. Nếu xảy chuyện gì thì mình nhớ bác vẫn chịu trách nhiệm, bởi vì vậy bác vẫn có quyền kiểm tra các em. Đến như cái điện thoại, ví dụ như cái điện thoại bây giờ các em đều có điện thoại hết đúng không? Thì mình, các em có thể lên đó, có thể chat, nó có thể gửi message, mình đâu biết đâu. Nhưng mà mình, nó có những cái app mình có thể bỏ vào, rồi mình đưa điện thoại cho con mình, nói với con mình. Ba mẹ có quyền kiểm tra tất cả các message, tất cả những cái gì con nói chuyện với người ta, bây giờ con nói cẩn thận, tôi nói chuyện với bạn con mà nói sai, bố mẹ sẽ biết. Là mình có thể có quyền như vậy, luật pháp vẫn cho mình quyền đó, và mình là ba mẹ mình nên làm như vậy. Mấy đứa cháu của em á, nó có điện thoại, thì đứa nào nhỏ nhỏ nó có 9 đứa cháu, thì 9 đứa nó học, thì em cho 9 cái iPad, nhưng mà chỉ có chơi vào cuối tuần thôi, và mỗi cuối tuần chỉ chơi được mỗi ngày chỉ chơi cuối tuần là thứ 7, thứ 6, 7, chủ nhật là chỉ chơi được 2 tiếng thôi. Và đến ngày chủ nhật là iPad phải đi vào trở về phòng của em, và thứ 6 nó sẽ tới lấy được thôi. Là mình phải nói cho em biết cái luật lệ là như thế nào. Mình nói rõ cho các em, các con chơi iPad chỉ được chiều thứ 6 đến chủ nhật đi lễ về 5 giờ, là cái iPad nó phải vào phòng của cậu và phòng của chú. Và nếu như các con không đem tới thì tuần sau các con không được chơi nữa. Mình phải như vậy thì các em nó phải có nền nếp, thì các em nó mới theo. Và mình, và có nhiều lúc mình cần phải bảo vệ các em, tại vì có lúc em nó lên trên này nó chat với một người nào đó mình không biết. Bây giờ trên Facebook ai cái này có Facebook không? Có. Mọi người đều có Facebook hết đúng không? Facebook Messenger là gọi là one on one chat, nghĩa là mình chỉ nói chuyện riêng với người đó thôi. Có nhiều lúc mình đâu biết là em nói cái gì, có lúc em nó text mình nói cái gì. Bởi vậy nó có những cái phương thức nó gọi là parent control, có nghĩa là bố mẹ bảo vệ, mình bỏ cái app vô, là mình có thể biết được khi mà các em nó nói những cái gì, mình cần phải kiểm soát cái đó. Mình đừng có để cho cái vấn đề quyền riêng tư các em nó quá, để mình không bảo vệ được em. Nhá. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu cái video thứ hai. Ai có câu hỏi gì nữa không?
đó là cái lần trước mình nói về cái biên của grooming là như vậy đó, là họ gọi là over aggressive, có nghĩa là quá, nếu là đụng đến nhiều đứa trẻ em, những đứa mà họ không quen biết hay những đứa trong thiếu nhi ví dụ như vậy, rồi họ tặng quà cho các em mà nó ồ con đừng có nói cho bố mẹ con biết nha, đó là một cái cách để mà họ được là giống là gọi là physical, no, psychological, có nghĩa là về cái vấn đề tâm lý, nó để làm cho mấy đứa trẻ này nó dựa dẫm vào họ, đó là cái vấn đề đó. Rồi họ luôn luôn cảm thấy là luật lệ đối với họ không thành vấn đề, họ là ở trên luật không có họ cái luật pháp hay là luật lệ của cộng đồng của tiểu bang liên bang không liên quan đến họ, họ có thể làm được tất cả mọi sự. Và có một vấn đề là họ dùng bad language, nghĩa là họ nói, có lúc mình nói chuyện với trẻ em mình không thể nào mình nói chuyện về cái vấn đề tình dục được, bởi vì vậy mình nên cẩn thận vấn đề đó. Rồi đó là những cái warning sign. Thì ở trên này nó chỉ cho mình biết nó ba cái chữ này nè, chữ hen á, thì nó nói cho mình biết là sao mình cảm thấy được cái hành động nó có phải là bây giờ có một cái người làm một cái hành động đó, thì mình là một người quan sát thì làm sao mình biết được cái hành động đó nó có đúng hay là sai. Thì chữ P á, là nó stand cho cái chữ public là ở ngoài. Ví dụ như mình mà ví dụ các em đó, em sẽ nói thiếu nhi các con đi ra ngoài, các em hay chạy tới nó muốn ôm mình á, mình muốn ở ngoài, có nghĩa là đừng ở đúng chỗ mà chỉ có mình với các em thôi, luôn luôn ở ngoài public. Appropriate có nghĩa là nó là cái hành động đó nó đàng hoàng, nó các em nó tới nó ôm mình, tưởng tượng là mình không có ôm các em trước thế này, mình ôm các em on the side, rồi có nghĩa là ok, side hug có nghĩa là nó không có đụng chạm cơ thể như vậy, đó là một cái cách nữa. Dù sao nữa mình là những người đi làm volunteer, mình phải bảo vệ mình, tại vì có những lúc mình cũng sẽ là bị kiện, cái đó là sự thật nó đã xảy ra rồi, không phải là chưa xảy ra. Bây giờ mình COVID có nghĩa là mình ôm em một cái hành động nó đàng hoàng. Thứ ba là non-sexual, là cái đó nó không liên quan, đừng có vấn đề liên quan đến cái vấn đề giống như là cái vấn đề tình dục. Thì dựa trên đó mình quan sát con người đó sẽ làm, có hai người họ làm một cái hành động, ví dụ các em tới ôm các em, nhưng mà dựa qua mình quan sát có thử cái hành động đó có đúng hay sai. Nếu có một người ôm các em ở trong cái phòng hoặc là ở ngoài ví dụ như vậy, tại sao các anh chị thấy cái cửa sổ luôn ở đây, các phòng đều bắt buộc có cửa sổ không? Và từ khi mà cái vụ xét nghiệm tình dục xảy ra thì luật của tiểu bang đã thay đổi và bắt buộc tất cả các trường học đều có một khung cửa sổ. Cái này là bắt buộc, mandatory, là bắt buộc. Tại vì có nghĩa rằng ở trong phòng, một người khác đi ngang luôn luôn có thể nhìn thấy những gì xảy ra trong phòng đó. Và đó là một cái sự bắt buộc của luật pháp. Đó là tại sao thay đổi trong vòng 10 mấy năm nay là tất cả các trường học này phải thay cửa hết, là phải có cái cửa sổ đó. Đó. Rồi, đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là mình nói đến step thứ hai là control access to screening, có nghĩa là mình non-sexual, mình control access thì mình đang làm, phải đi học virtual, phải fingerprint nè. Rồi ví dụ như, nhưng mà cái người Việt Nam, nhất là cộng đồng Việt Nam mình có thiếu sót ba cái điểm này. Điểm thứ nhất là khi mình kiếm cái người đi làm từ thiện á, quá khó, hơi khó. Bởi vì khi mà có người ủng anh chị tham dự vào giúp đỡ thiếu nhi hoặc là giúp đỡ cộng đồng mình mừng lắm. Nhưng mà mình thứ nhất là mình có ngồi xuống, nhưng trong Mỹ họ đã ngồi xuống interview với người ta chưa, mình có biết người đó là ai, gốc gác họ như thế nào, mình đã điều tra lý lịch của họ chưa. Có những người mà đi xét nghiệm tình dục trẻ em, có những người họ rất là giỏi, họ có thể đứng trước, họ có thể giữ nhiều chức vụ khác nhau, họ có thể rất là tài ba. Mình đừng có đánh giá con người bằng bề ngoài, mình cần phải có đơn cho họ điền, có thông tin, rồi mình cần phải điều tra cái background của họ, có chữ họ. Ví dụ như trong đó cái cô mà bị xét nghiệm tình dục, cô thầy cô giáo của cô ta mà xét nghiệm tình dục cô ta ở một trường khác đã bị rồi, và sau đó mua tiểu bang qua bên này, và cái trường đó nó đã không có, trường đó nó đã không, nó không có hờ điều tra lý lịch. Bởi vậy cái cô giáo đó vẫn dạy và đã xét nghiệm nhiều cái cô đó. Bởi vậy mình luôn thực sự kiêng kể cả cộng đoàn của em, ví dụ khi xưa làm bảo thiếu nhi, sau này tụi em đã thay đổi, là tất cả các người đi volunteer đều cần phải
điền đơn và mình phải interview với họ, là mình phải ngồi xuống với họ. Thà mình có ít huynh trưởng hơn là mình có nhiều huynh trưởng và có một cơ hội, còn những người đó sẽ vào xét duyệt mình thật em. Bởi vậy mình phải suy nghĩ đến vấn đề đó. Và thứ hai là mình luôn luôn nói với họ là mình phải run that project, nghĩa là luật lệ bắt buộc mình cần phải điều tra với họ. Cái đó là cái tự nhiên, nếu một người không có gì sợ thì mình đâu có ngại đấy, nó chạy lý lịch mình đâu có gì đâu ngại. Thì mình luôn luôn phải nói rõ vấn đề đó và nên điều tra lý lịch, và mình nên interview họ và nên ngồi xuống chuyện họ để có sự họ có cái thể để đi vào chức vụ hoặc là volunteer đó không, thì mình cái đó là mình có thể mình nên làm. Cái vấn đề nữa ba là cái vấn đề nó nói đến, nó liên quan với nhau là monitor all program and ministry, có nghĩa là chúng ta phải biết được cái chương trình chúng ta có là cái chương trình gì. Ví dụ như chúng ta ở đây có thiếu thánh thể đúng không, thì mình phải biết là cái người đứng đầu là ai, trong đó có bao nhiêu huynh trưởng, các huynh trưởng đó là những người nào người nào. Em làm thiếu nhi 20 năm từ từ là em ra mà giáo sư có tiếng lót, thì bên này là cái field, có nghĩa là cái sân cỏ, thì cỡ 12 rưỡi tiểu sinh hoạt thì cỡ 12 giờ 15 em đứng đó. Thì tại vì em muốn sợ khi em đi học qua mình phải block xe chứ lỡ cái đó phạt tiếng lót em đi, thì mình đứng đó thì các phụ huynh á họ đến á phải xếp ồ chào anh Trung, xong con đi xuống 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 chào con xuống, xong vô đi đi học. Cũng không biết các huynh trưởng là ai, chỉ có mình biết em thôi, còn ngoài các huynh trưởng cũng không biết ai là ai hết. Và họ cũng không bao giờ ồ mời anh chị mỗi năm họp phụ huynh mỗi lần. Là đầu tiên có khi đó tụi em có 160 em mà mời họp phụ huynh ngày đầu khai trường có 5 phụ huynh đấy. Bởi vậy sau đó em thay đổi luật lệ và bắt buộc luôn, nếu phụ huynh không đến họp ngày đầu tiên và ngày cuối cùng thì chúng tôi sẽ không nhận con em quý vị. Có giấy tờ rõ ràng các em đến ký tên vào, con tôi là gì với cái tên nào. Sau đó 10 năm họ bắt đầu đến và bắt đến đông đủ, phải bắt buộc thì họ đến đông đủ đó. Nhưng mà mình khi đó mình phải giới thiệu tất cả thầy cô và giới thiệu các trường, đây là những người sẽ là người con quý vị và quý vị có thể đi vào thăm chương trình của chúng tôi bất cứ lúc nào. Có nghĩa là bây giờ quý vị cảm thấy được có vấn đề, quý vị có thể bước vào để coi thiếu nhi sinh hoạt thế nào, coi giáo lý về ngữ sinh hoạt thế nào, quý vị có đến lớp học bất cứ lúc nào. Và đã 10 năm rồi mà chưa thấy ai đến, đó là cái vấn đề chúng ta nên suy nghĩ đến. Rồi ví dụ con có thể học ở trường, chúng ta có biết là các em nó đánh baseball hoặc nó chơi soccer hay là nó đánh tennis, cái người coach là ai không? Hoặc là bố mẹ mà các em nó xin mấy đứa mà chơi với nó là ai không? Hoặc là mình có biết được ba mẹ của những người đó đến là ai? Là ai? Ví dụ như em chở đứa cháu đi nó chơi đá soccer, mình đi vô ngồi ở chỗ đó, nó có 20 em nó chơi, chỉ có người coach, em là người chỉ là phụ huynh duy nhất. Tại mình phải biết cái người phụ huynh của mình là ai, mình phải biết cái người mà mình đưa trao đứa con đó trong vòng 3 tiếng 2 tiếng là ai. Có nhiều lúc mình không có suy nghĩ về cái này đó, mình nên phải thay đổi suy nghĩ của mình. Mình luôn luôn monitor tất cả các ministry program, nghĩa là mình luôn luôn cần phải giám sát tất cả những chương trình. Là một giáo xứ, là một cộng đoàn, mình nên suy nghĩ lại những, và mình nên kiểm soát lại những chương trình ở trong cộng đoàn của mình. Đó là thứ nhất. Và thứ hai là ở ngoài đời mình nên kiểm tra lại tất cả những chương trình mà con em mình đi học. Ví dụ như con mình đi học thêm, người dạy là ai? Các em nó học ở trong phòng đó có bao nhiêu, các em có bao nhiêu thầy cô dạy mình có biết không? Cái đó là những vấn đề mình đang suy nghĩ đấy. Tại vì họ phải đến gần con em mình họ mới xét dụng con em mình được, nếu họ không đến gần thì làm sao họ dụng con em mình được. Đó là cái vấn đề mà có nhiều lúc bố mẹ của Việt Nam của mình thiếu cái vấn đề đó. Em nói nó hơi đụng chạm nhưng mà thực sự vấn đề đó. Ví dụ như hồi em chỉ cho em chị cái hình rất đơn giản, cái Megan Law đó, em chị có thấy nhà thờ của mình không? Yeah. Ở đây có ai biết được xung quanh này có bao nhiêu người? Đây là những người đã đăng ký là xét nghiệm tình trẻ em này, có những trẻ em dưới 14 tuổi nữa đăng ký này, xung quanh nhà thờ của quý vị đây này, xung quanh đây 10 mai. Mình có bao giờ check thử cái thử là cái người neighbor của mình á, có nhiều lúc cái người xin lỗi đang có người neighbor của mình, em check rồi cách 3 block đường nhà em có người neighbor thực sự đã từng xét nghiệm tình dục trẻ em dưới 14 tuổi. Mà con họ nó đi học cùng trường với đứa cháu của em,
Đó là vấn đề mình có kiểm tra, mình có thực sự có kiểm tra như vậy hay không? Tại vì cái vấn đề rất là dễ. Còn vấn đề nữa là Việt Nam mình biết ít, chứ còn Mỹ nó có cái là gọi là sleep over, có nghĩa là ghé nhà bạn mà ngủ qua đêm á. Em chỉ nói là mình nên cẩn thận vấn đề đó. Tại khi đưa con mình vào nhà của Việt Nam mình không biết người ta là ai thì mình nên cẩn thận. Có lúc mình Việt Nam có câu biết mặt nhưng không biết lòng, mình nên cẩn thận cái vấn đề đó. Tại vì như vậy nó mới xảy ra những vấn đề sẽ bị tình dục rất là nhiều. Cái vấn đề thứ tư là như em đã trình bày về cái vấn đề mà cái cô mà em gặp cách đây 3 tuần ở bệnh viện á, là mình phải beware of children and young people behavior, có nghĩa là mình phải cảm thấy được con và biết con của mình. Mình biết nó có thay đổi gì trong cơ thể nó hay không. Ví dụ như tự nhiên một ngày nó tắm một lần, bây giờ một ngày nó tắm 5 lần, 7 lần là mình thấy nó có vấn đề rồi. Cái thứ hai, tự nhiên nó học tăng giỏi vậy, điểm của nó rất là rụt. Rồi hoặc là ví dụ như các em nó tự nhiên nó không có đánh răng xuống miệng, nó cảm thấy nó không chạy con gái thì chạy chuốt cái gì đó, con trai cái mặt nó còn đẹp đi học, giờ không khe. Có nghĩa là đối với nó đã xảy ra cái chuyện gì. Mình cần phải biết con mình bình thường như thế nào, thì khi nó xảy ra vấn đề mình mới có thể nhìn ra những cái dấu hiệu mà bất bình thường về con của mình. Và một cái vấn đề rất là quan trọng nhất là cứ mỗi tháng mình ngồi nói chuyện với con mình, phải nói rõ với con mình. Con có thể đến gặp bố mẹ, ông bà, chú bác và nói bất cứ chuyện gì. Và mình luôn luôn phải lắng nghe. Không phải nó tới nói, nó mới mở miệng nói hai câu là mình nói, ấy vậy con này vậy là sai rồi. Không, mình cứ có những lúc mình làm như vậy cái nó sợ. Rồi sao nó không đến nói chuyện với mình nữa, đến khi nó xảy ra chuyện á, nó không dám nói với mình luôn. Bởi vậy mình cứ, có lúc mình biết em nó nói, chứ chắc là đúng. Nhưng mình ngồi, mình lắng nghe, mình luôn luôn lắng nghe cho các em nói câu chuyện, sau đó mình mới hướng dẫn cho các em được. Khi mà các em nó có đàm thoại với mình là mình có cơ hội giúp đỡ các em. Nếu các em nó không đến đàm thoại với mình thì khi đó là cái vấn đề mình đã không làm được gì nữa. Bởi vậy mình luôn luôn phải nói với các em hàng tháng con có thể ngồi đến nói chuyện với bố mẹ, anh chị, chú bác bất cứ lúc nào về bất cứ chuyện gì con cần. Mình luôn luôn phải nói rõ với con cháu của mình như vậy, để khi nó xảy ra chuyện nó có thể kiếm đến mình và nó trình bày cho mình biết, và mình luôn luôn lắng nghe nó. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Và em đi làm việc em gặp rất là nhiều người, đến khi con họ xảy ra chuyện, đến khi tới bệnh viện biết con họ xảy ra chuyện rồi, họ nói với em tôi không tin là cái chuyện xảy ra, không có làm như vậy. Họ nói thẳng với mặt em luôn, tôi không tin, nói xin lỗi anh chị, tôi không có phải là người social worker, tôi là dược sĩ, tôi chỉ nói cái anh chị là bị cái này, và anh chị là người Việt Nam, tôi giải thích cho anh chị nghe bằng tiếng Việt. Tại có những người họ nghe tiếng Anh, tôi giải thích cho anh chị bằng tiếng Việt. Con chị sẽ làm chuyện như này, còn cái chuyện giải quyết thế nào thì chị phải giải quyết. Nhưng mà có những người họ không tin, cảm thấy là cái chuyện đó nó shock quá, họ không có thể tiếp nhận được. Nhưng mà tại sao? Tại vì họ không có để ý đến đứa con của họ. Đó là vấn đề chúng ta suy nghĩ đến. Vấn đề thứ năm là communication concern, có nghĩa là chúng ta phải báo cáo. Cái vấn đề này là vấn đề khó khăn nhất, tại vì Việt Nam mình quan trọng nhất là danh dự. Mình sợ là mình báo cáo về cái chuyện đó lại ảnh hưởng danh dự của người khác. Mình đừng có suy nghĩ như vậy. Khi mà mình không phải là cảnh sát, nhiệm vụ của mình là không phải là điều tra, thì khi mình cảm thấy có cái vấn đề gì không đúng thì mình nên kiếm người đó, mình nói thẳng với người đó: ơ anh chị, tôi cảm thấy cái hành động của anh chị nó không đúng. Thà là có lúc khó lắm, khó để tìm kiếm người đó mà nói với thẳng mặt họ, có lúc họ nạt mình lại mình cũng sợ lắm. Nhưng mà mình nên, vì để bảo vệ cho con em của mình, mình nên nói: ồ, tôi cảm thấy hành động của anh chị không đúng anh. Nếu người có những người họ không biết, họ sửa lại thì không sao, và coi như xong chuyện. Nhưng mà nếu như họ không có sửa đổi thì mình nên nói chuyện với cái người supervisor, có nghĩa là cái người ở trên người đó. Ví dụ như em làm thử thách lên vấn đề, và ví dụ mình thấy hành động đúng, mình nói với anh đó, nếu anh đó không sửa đổi thì mình nói với cái người mà trưởng ban thử thách, ví dụ hoặc là phó chủ tịch hay chủ tịch gì đó. Nhưng mà nếu như mình có, nó gọi là beyond reasonable doubt, nghĩa là mình có một cái số dấu hiệu ấy bằng chứng là cái người, cái vấn đề xét nghiệm tình dục đã xảy ra, thì mình gọi cái con số thế này này, có thể đây này, nó gọi là Child Abuse Hotline.
thì mình những người mà làm ở trong nhà thờ của mình, những thầy giáo, những huynh trưởng là nó gọi là mandatory report, là những người bắt buộc phải báo cáo. Thì mình gọi cái số này, mình nói với tiếng Anh, mình nói tôi muốn kiếm người nói tiếng Việt, thì họ sẽ có người nói được tiếng Việt gọi lại cho mình, và họ sẽ lấy thông tin của mình, mọi sự ở trong bí mật hết, họ không có bao giờ giống như là công khai, họ lấy tất cả những thông tin và họ sẽ điều tra. Và khi họ điều tra xong, họ sẽ báo cáo với mình biết là cái kết quả của cái sự điều tra đó, và mọi sự đều xảy ra ở trong cái vòng confidential, có nghĩa là họ bảo mật hết và không có ai biết cái vấn đề đó ngoài mình và cái người mình report ra. Bởi vậy cái vấn đề này đối với người Việt Nam mình là một cái vấn đề rất là khó khăn. Nhưng mà mình nên, nếu như mình cảm thấy cái chuyện đó đã xảy ra thì mình nên báo cáo. Tại sao cái người đó có thể, mình không báo cáo thì kem người đó có thể xét nghiệm tình dục thêm một người nữa. Khi ông đó trong đó ông nói là xét nghiệm tình dục bao nhiêu người? 26 người. Hơn 500 người. Mà cái ông mà thứ nhì á cũng trẻ, em biết gì biết tại sao ông ta bị bắt không? Ta xét nghiệm tình dục hơn 90 trẻ em sao bị bắt không? Anh ta đi đến, anh ta chụp hình các em nhỏ nó ở trên giường á, em vô cái bên cười áo quần ra nhảy trên giường á, đang chụp hình các em. Thì anh ta cầm cái hình đó đến cái chỗ mà CVS để mà rửa hình á. Thì cái người mà rửa hình họ nhìn cái hình này, họ nói sao cái hình toàn trẻ em này, họ gọi cho cảnh sát. Và vì như vậy cảnh sát họ đến họ điều tra và họ bắt anh này. Đó là một cái vấn đề. Mà nếu như cái người đó mà họ không có gọi cho cảnh sát thì có thể có thêm 100 người bị trên cái dụng đó. Cái đó là vấn đề. Đó là cái em đó bị bắt không phải là vì bố mẹ báo cáo hay gì, là cái người mà rửa phim họ những cái hình đó, là cái hình đấy là sao toàn trẻ em mà nó không mặc áo quần vì họ gọi cảnh sát. Đó là cũng may có người đó họ gọi. Thì chúng không phải cái lớp này mình học xong về mình gặp ai mình muốn sợ ấy, đúng không? Gặp ai thì không biết cái đúng về anh này nữa. Không phải chúng ta phải như vậy. Cái mục đích chúng ta học cái lớp này để chúng ta biết, để chúng ta phân biệt giữa những cái người tốt và những người xấu. Và thứ hai, mình học làm sao để mình bảo vệ cho người thân của mình, vì người thân của mình có thể là con em của mình và cũng có thể là những người lớn tuổi ở trong bệnh viện, ở trong nursing home nó phải xảy ra như thường đó. Thì cái lớp này là vậy, tới đây là xong rồi, thì coi như là mình kết thúc hơi sớm rồi nhé. Bây giờ thì các anh chị mọi người cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tất cả các anh chị đã đến đây. Em cũng chả biết mà. Tên của một nghiên cứu chương trình đó. Xong hết rồi đấy. Ủa mà sao? Ông chưa discuss gì cho mọi người. Ok. Giáo sư sẽ đem cái certificate cho chúng ta rất là phải đi finish tức là complete evaluation.